trong hai video trước mình có giới thiệu về hệ thống thiết bị phân tích nhiệt quét VSI ESC và bộ dụng cụ chuẩn bị mẫu, và ở video lần này mình giới thiệu tới các bạn chi tiết hơn về phương pháp chuẩn bị mẫu cho thí nghiệm ESC. Các chảo đựng mẫu sample pens cho thiết bị này được giữ trong các hộp nhựa nhỏ. Dùng kẹp để lấy một chảo ra và đặt lên cân phân tích. Sau đó nhấn nút để cài đặt cho khối lượng bằng 0. Lấy một mẫu polymer nhỏ ra và đặt nó lên một tờ giấy sạch. Sau đó cắt thật cẩn thận làm đôi, sao cho khoảng cách dài nhất của mẫu không dài hơn đáy chảo. Đặt một mảnh polymer vào chảo và đưa nó trở lại trạng thái cân bằng. Lý tưởng nhất là mẫu phải nặng từ 2 đến 5 mg. Lấy mẫu ra khỏi cân và đặt vào giữa ngăn chứa khay đựng mẫu màu đen. Lấy một nắp nhôm duy nhất từ hộp và đặt nó lên trên mẫu thử, đảm bảo nắp nằm ở giữa chảo. Đặt chảo và giá đỡ vào dụng cụ ép mẫu, tờ Zero Press. Di chuyển hết cần gạt của dụng cụ từ màu đen về phía trước. Sau đó đưa cần về vị trí ở phía sau. Tháo chảo ra khỏi giá đỡ và mang chảo sang thiết bị. Chạm vào màn hình ở mặt trước của thiết bị và chọn menu điều khiển. Tiêu chuẩn trên DSC 2500 và tùy chọn trên cả hai model. Tiêu chuẩn trên DSC 2500 và tùy chọn trên cả hai thiết bị DSC 25 và DSC 250 là bộ lấy mẫu tự động tuyến tính hoàn toàn mới của hãng TA Instruments. Thậm chí còn chắc chắn và dễ sử dụng hơn bao giờ hết. Thiết kế không gian 3 chiều theo 3 trục XYZ mới với nắp tự động tích hợp, làm giảm thời gian tải mẫu và số lượng bộ phận chuyển động để tăng thông lượng và độ tin cậy. Các vị trí hoàn toàn độc lập và có thể định cấu hình cho phép thực nghiệm linh hoạt nhất trong việc chỉ định chảo mẫu và chảo tham chiếu cho bất kỳ sự kết hợp nào trong số 54 vị trí. Mọi phát hiện DSC đều có thể được định cấu hình và lên lịch để tự động chạy các hiệu chuẩn và xác minh mà không cần giám sát. Trên đây mình đã vừa trình bày khá là chi tiết về phương pháp chuẩn bị mẫu dùng cho thí nghiệm phân tích nhiệt quét VSI với sự hỗ trợ của bộ dụng cụ và thiết bị TSC do hãng TA Instruments sản xuất. Hy vọng video này hữu ích và có thể giúp các bạn thêm được nhiều kiến thức bổ ích. Xin chào và hẹn gặp lại.